Xin chào mọi người. Tôi là Lê Hữu Minh Tuấn, là thế hệ 8X đời cuối, sinh ra tại Quảng Nam và là thành viên của Hội Nhà báo Độc lập Việt Nam, một tổ chức xã hội dân sự được thành lập để thúc đẩy cái quyền tự do lập hội, tự do báo chí và tự do ngôn luận tại Việt Nam. Khi các bạn xem được cái video này trên internet thì đồng nghĩa với việc tôi đang đối diện với những rủi ro pháp lý rất là cao. Nhưng mà tôi nghĩ là tôi đã xác định điều đó và chấp nhận điều đó như một lẽ tất nhiên. Điều quan trọng là tôi có một số lời chia sẻ gọi là tâm sự đối với các bạn về quan điểm của tôi đối với tổ chức hội, đối với quyền con người và một số vấn đề khác có liên quan. Điều thứ nhất, tôi xin khẳng định lại rằng cái tổ chức mà tôi tham gia là một tổ chức xã hội dân sự thuần túy về nghề nghiệp. Nó chỉ thực thi các quyền được hiến định trong Hiến pháp Nhà nước Việt Nam theo Điều 25 Hiến pháp. Đó là quyền tự do lập hội, tự do báo chí và tự do ngôn luận. Nó cũng cổ vũ cho quyền tự do biểu đạt, vân 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 vân. Cái mục tiêu tôn chỉ của nó, cái mà thu hút tôi tham gia trở thành hội viên, chính là phản ánh thông tin trung thực, khách quan nhất, điều mà chúng ta thường ít thấy ở bộ máy báo chí tuyên truyền khổng lồ của nhà nước. Thứ hai thì nó không có đấu kháng thể chế, tức là không có mưu đồ về mặt chính trị quá to lớn, tham vọng quyền lực quá to lớn như là lật đổ chế độ, chống phá chế độ. Không, nó không có điều đó. Thứ ba là nó đảm bảo cho cái quyền được nói, được phê phán, được chỉ trích chính phủ mà một thời ông Nguyễn Ái Quốc đã từng lên tiếng, từng dẫn dắt, từng chỉ ra trong bản yêu sách của nhân dân An Nam đối với Pháp. Tất cả những cái quyền lực lời đó, tất cả quyền lợi đó, tất cả cái nhu cầu đó, tất cả những tôn chỉ mục đích đó đã thôi thúc tôi tham gia. Và tôi rất rất là tự hào vì mình đã tham gia vào trong một cái tổ chức như vậy. Một tổ chức mà tôi nghĩ là khá kiên cường. Khá kiên cường, mặc dù những điều nó làm chỉ đơn thuần là thực hiện về quyền tự do mà Điều 25 Hiến pháp quy định. Nhưng mà trong một cái thể chế, cái cơ chế chuyên quyền như hiện nay thì chuyên quyền kiểu do dân, của dân vì dân hiện nay thì nó hoàn toàn là một cái sự kiên cường và dũng cảm. Và những người tham gia nó vào đó, đóng góp vào đó, lãnh đạo đó, như anh Nguyễn Chí Dũng, anh Phạm Chí Dũng, như anh Phạm Chí Dũng, chú Nguyễn Đình Thụy là những người như vậy. Họ xứng đáng được tự hào, họ xứng đáng được gọi tên trong sự tự hào. Những người bỏ qua cái tuổi tác, bỏ qua cái danh gia vọng tộc của mình để đòi hỏi những cái quyền con người. Và những người như vậy đã khiến tôi bị lôi cuốn và tham gia. Bởi vì so với họ, tôi còn
thiếu quá nhiều điều. Trong đó có cả cái sự dũng khí để nói lên tiếng nói của mình. Và điều đó được tôi vỗ túc dần dần trong quá trình tham gia hội. Nếu là quyền chúng ta thì chúng ta cứ làm thôi. Thì ông Nguyễn Quang A, ông tiến sĩ Nguyễn Hoa đã từng nói như vậy. Và tôi luôn luôn nghĩ như vậy. Cứ có quyền trong hiến pháp quy định thì chúng ta cứ làm. Cái gì pháp luật không cấm thì ta có thể làm. Đặc biệt là về quyền con người. Cứ theo hiến pháp mà chúng ta sẽ làm. Mặc dù làm xong chúng ta đối nhận với cái rủi ro, nhưng mà nếu mà chúng ta không làm thì chúng ta sẽ không bao giờ làm cả. Không làm bây giờ thì sẽ không có ngày mai, không có ngày mai thì sẽ không có tương lai. Tôi cảm ơn tất cả sự quan tâm của mọi người đối với bản thân tôi, đối với anh Phạm Chí Dũng, chú Nguyễn Trần Thị và những người có liên quan khác, và đối với tổ chức Hội Nhà báo Độc lập Việt Nam. Có lẽ là những lời cảm ơn đó là một sự lời cảm ơn chân thành vì sự quan tâm. Và nếu trong trường hợp tổ chức Hội Nhà báo Độc lập Việt Nam hoàn toàn bị đình trệ và bị giải tán hoặc bị dừng lại vì các bối cảnh ngoại cảnh, vì các sự ô ép của quyền lực nhà nước, thì tôi hy vọng rằng nó sẽ làm một cái khởi đầu mới cho các tổ chức xã hội dân sự về quyền tự do báo chí khác, quyền tự do ngôn luận khác được ra đời. Nghĩa là nó sẽ được thúc đẩy, tạo cái sự cảm hứng cho các tổ chức khác tương tự như Hội Nhà báo Độc lập Việt Nam ra đời. Và tôi cũng xin nói lại một chút, Hội Nhà báo Độc lập Việt Nam ra đời dựa trên cái sự cảm hứng của câu lạc bộ Nhà báo Tự do của ông Nguyễn Văn Hỏi. Điều đó cho thấy rằng là sự kết thúc của một tổ chức, dừng lại của một tổ chức, hoặc là sự vướng vào vòng lao lý của một cá nhân thúc đẩy quyền nhân quyền tại Việt Nam chỉ là một bước dừng tạm thời. Điều quan trọng là nó tạo ra một cái nguồn động lực, là một cảm hứng cho các tổ chức cá nhân khác tiếp tục đó, thực thi cái quyền đó trong tương lai. Và đó là cái điều mà chúng ta cần tiếp tục giữ gìn, kế tục. Và khi chúng ta cứ kế tục như vậy thì cái tương lai nhân quyền của Việt Nam mới có thực sự tươi sáng hơn. Thực sự nó mới tươi sáng hơn. Và sự kết thúc của một tổ chức hoặc là một cá nhân trong nhà tù không nên là một sự sợ hãi. Bởi vì nếu chúng ta sợ hãi về điều đó, chúng ta sẽ lần thứ hai chúng ta sẽ giết chết các tổ chức đó, giết chết cái nhu cầu, cái khát vọng về quyền tự do của những người đang bị lao lý. Hãy cổ vũ họ, hãy động viên họ, hãy khuyến khích họ bằng sự tiếp nối. Xin cảm ơn. Xin cảm ơn tất cả mọi người. Tôi là Lê Tuấn, năm nay tôi 27 tuổi, tôi đến từ vùng tập Quảng Nam khoảng 5 năm rồi. Hôm nay tôi đến đây với một câu chuyện bắt đầu từ một câu hát. Xin phép hát một câu. Thế rồi dưới dù bông hoa gần, ôi trời không yên gió cho ngày chỉ xin. Toàn bộ câu chuyện của tôi liên quan tới chuyện của tôi và sự lựa chọn con đường của tôi. Chị của tôi là một người ảnh hưởng rất lớn của tôi. Thậm chí đến bây giờ anh hỏi tôi ai là người ảnh hưởng nhất tới anh, không phải khác, chị Tâm của tôi. Chị tên là Tâm, chị Tâm. Chị hơn tôi 10 tuổi.
sở dĩ thì có sự ảnh hưởng tới tôi, tại vì thì ba mẹ tôi là người sinh thành cho tôi, nhưng mà nuôi lớn tôi đến từng này, cho tôi đến từng này thân thể mà lại là người dạy tôi, cho tôi tiền ăn học, cho tôi tiền sách vở, cho tôi tất cả. Nhưng quan trọng hơn là chị hy sinh cả cuộc đời của mình, cái đường tình duyên lặng đọng của chị, được chồng tình duyên lặng đọng của chị gạt qua bên và lo cho cả những đám cưới ba người, cho đến khi họ họ bước vào cái con đường đại học và trưởng thành thì chị mới dừng lại. Sau đó chị tiếp tục quan tâm bằng cách hỏi thăm sức khỏe tôi, khi gửi một ít tiền hay cái tới nước ngoài gì tôi. Nhưng mà đó phải là điều tôi muốn nói. Năm lớp 7, kết quả học tập cực kỳ thấp khiến tôi cực kỳ chán nản. Tôi nói với chị là chị ơi, bây giờ em không học nổi rồi, xin phép chị cho em được đi học. Chị tức giận. Mày nói cái quỷ gì đấy? Mày nói lại không nghe. Tôi chọn con. Lần đầu tiên, đứa một đứa con trai tốt của tôi lớp 7, một đứa dậy thì đối với tôi đóng nhiều xíu rồi, kể cả khi chị tôi đánh tôi đóng xíu, tư tưởng của tôi là một đứa ta trong thì nói bây giờ mày lựa chọn đi, bây giờ là một là mày đem sản phẩm của mày ra đốt để mày chứng tỏ là mày được nghỉ học, và tôi bắt tập ok đó, mày thấy sản phẩm đạt được trong nửa đó vịt chị đâu, chị đứng đó không, sau đó là lô đạo cảm giác là cái nỗi đau khi mà tôi mong đâu, vì sau này tôi mới thấm thía là chị đau hơn rất nhiều, vì chị không muốn mình bỏ vợ, không muốn bỏ vợ. Sau đó thì nhờ khuyên can của ba mẹ rồi thầy cô giáo ở nhà động viên thôi em cố gắng học hành thì tôi cũng vượt qua, nhưng mà giữa hai chị em cũng có một khoảng cách nhất định. Ngày cưới của chị tôi lên rất là tệ, tôi lên trễ hơn so với những khách mời, và khi cùng ly với chị tôi cũng không dám đưa ly để chạm với chị, sớm tôi cũng dám đưa ly để chạm với chị, tôi cảm giác giữa hai chị em có một cái thằng nhưng đó chưa phải là tất cả. Đến một thời gian năm 2010, 2011, tôi có viết một cái bài về cổ động biểu tình được đăng, sau đó anh nên mời tôi đến nhà, nhưng mà sau đó tôi tự làm việc với anh nên, nhưng mà sau đó là anh nên lại về tới nhà tôi, chị tôi biết chuyện, chị tôi mới nói là bây giờ là em lựa chọn đi, bây giờ em đã lớn rồi đúng không, em đã lớn rồi đúng không, bây giờ em lựa chọn, bây giờ chị đã đổ tâm đổ sức quá nhiều cho em, với quá nhiều gia đình này rồi, bây giờ chị mong cho em cho chị một chút bình yên, một chút bình yên, em ngừng biết lại đi, em trở về con người của em phải học hành đi, em học hành như hồi lớp 7 em đã từng nghe lời chị đấy. Lúc đó thì mình dạ em cũng nghe lời chị, em cũng nghe lời chị, em không biết, em không biết nữa. Nhưng sau đó là tôi tiếp tục viết tục, cái sự nôn nóng của cái bầu chính trị lúc đó nó cực kỳ nóng, khi mà bạn thấy cái cuộc biểu tình này xảy ra, cái cuộc biểu tình xảy ra nó dồn dập vô trong bạn mà muốn viết, tôi thật sự muốn viết, lúc đó tôi viết rất là nhiều. Điều đó khiến cho chị tức giận lên, chị nói bây giờ thôi em đã lựa chọn cái này thì thôi từ nay anh em và chị coi như không qua biết nhau. Tôi biết là lúc đó thực sự giữa hai chị em cũng có khoảng sự đoạn nước thực sự, tôi lựa chọn con đường biết. Khi tôi kể một toàn bộ câu chuyện này, tôi muốn đem đến một cái điều gì đó cho tất cả các chị. Khi tôi lớp 7, khi chị đến với tôi, chị là chị của tôi, đó là cơ may của tôi, chị núi lớn tôi học hành đó là cơ may. Khi tôi lựa chọn rằng tôi sẽ không tiếp tục ngừng nghỉ học như lớp 7, đó là sự lựa chọn của tôi đối với gia đình, đó là sự nghe lời đúng. Nhưng khi tôi 18, 19 tuổi, tôi đã là con người của xã hội, tôi đã là người xã hội, không còn là con người của gia đình. Sự trước mắt của gia đình bây giờ chỉ mang tốn rồi một là ok, gia đình là một cái bước để tôi trở về, sau khi những cái gì đó nó quật ngã tôi phải sợ để tôi trở về. Còn lựa chọn con đường viết lách, lựa chọn con đường dấn thân xã hội, lựa chọn con đường để mình thay đổi cái xã hội này, đó là lựa chọn của sự trưởng thành. Tôi biết rằng cơ may, khi tôi viết bài để anh lên đấy là cơ may của tôi, nhưng mà lựa chọn để tiếp tục viết đó là sự lựa chọn của tôi. Đó là lựa chọn con đường xã hội, đó là lựa
Và đôi khi cái cung đường này, cái tình cảm gia đình nó lại đặt sang một bên, vì cũng cầu thì em không có, nhưng mà họ không tìm. Nhưng mà đã là sự lựa chọn thì mình sẽ tiếp tục thế. Tôi hiểu rằng một ngày đó đó tôi sẽ trả được cái duyên nợ của chị bằng một cái gì đó, bằng một tương lai tốt đẹp hơn. Cảm ơn.